SEO bay hiệu quả như thế nào? Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tân Nguyễn Marketing. Mình là Tân. Ở video clip này, Tân sẽ chia sẻ cho các bạn một số cái lưu ý để giúp các bạn có thể làm SEO bay một cách hiệu quả. Nếu giá trị video clip thấy hay thì đừng quên bấm like video để ủng hộ cho Tân. Cùng với đó là subscribe, đăng ký kênh để giúp cho kênh được tiếp tục phát triển. Ok, giờ tôi cùng các bạn sẽ đi vào cái nội dung chính của video này. Đầu tiên đó chính là đường dẫn. Đường dẫn là cái đường link của các bạn ha. Thì cái đường link của các bạn phải chứa cái từ khóa chính mà bài viết bạn muốn hướng tới. Bắt buộc nha các bạn, phải chứa từ khóa chính. Và cái đường link của các bạn nó phải là cái cấu trúc mà nó đơn giản và nó dễ hình dung, dễ hiểu. Tân sẽ giả sử cho bạn bằng cách là mở một cái trang là VnExpress ra đây. VnExpress. Đây. Nè, bạn có thể thấy nè. Đó, gạch rồi gạch giá xăng dầu rồi cái kiểu phải không? Là người ta rất dễ hình dung và rất là dễ đọc. Thì cái cấu trúc của bạn cũng nên như vậy ha. Từ cái bài domain chính đến là cái chuyên mục, rồi sau đó là cái tên của cái bài viết thì nó phải được như vậy. Ok. Thứ hai đó chính là tiêu đề. Tiêu đề của các bạn cũng phải chứa cái từ khóa chính ha. Tiêu đề là cái SEO title á, nó phải chứa cái từ khóa chính. Và nó không có gọi là quá dài, nó dài vừa đủ thôi để cho người đọc có thể là nắm được cái ý mà cái bài viết đó muốn truyền tải tới là gì. Thứ ba đó chính là hình ảnh. Phải có hình ảnh đại diện. Hình ảnh trong bài viết là bắt buộc phải có rồi, nhưng phải có hình ảnh đại diện nữa. Hình ảnh đại diện của bài viết, ví dụ tân ví dụ đây là hình ảnh đại diện của bài viết, đây là hình ảnh đại diện của bài viết, đây là hình ảnh đại diện bài viết, hình ảnh đại diện bài viết, hình ảnh đại diện bài viết. Ok các bạn, thì cái hình ảnh đại diện bài viết nó phải chứa cái từ khóa của các bạn ha, và nó phải đưa cái nhân vật chính của bài viết lên để cho thể hiện ngay lập tức là cái nội dung bài viết sẽ nói về cái chủ đề này, sự việc này hay nhân vật này. Ok, thứ tư đó chính là phần nội dung. Phần nội dung phải chứa ít nhất là 300 từ nha, phải chứa ít nhất là... Nhưng mà theo Tân, cái góc nhìn của Tân, một người đang làm marketing đa kênh và trong đó thì SEO cũng làm khá là nhiều, thì Tân nghĩ các bạn nên làm một cái bài viết từ 1.000 đến 1.500 từ là tối thiểu, chứ ít hơn thì nó sẽ không mang nhiều cái giá trị cho người đọc đâu. Thì cái nội dung của các bạn ngoài cái chiều dài ra thì nó phải chứa từ khóa chính và phải chứa ở cái mật độ mà cho phép, mật độ vừa đủ, không quá nhiều cũng không quá ít. Ví dụ một bài khoảng 700 từ đến 1.000 từ thì phải chứa từ 4 đến 5 lần xuất hiện của từ khóa như vậy, và xuất hiện ở rất nhiều nơi, xuất hiện ở cái tiêu đề, xuất hiện ở những cái phần mà tiêu đề bố cục, xuất hiện ở nội dung trong bài viết, xuất hiện ở phía trên cái phần mà giới thiệu ở đó, rất nhiều nơi như vậy để nó có thể là dàn trải, nó có thể là lặp đi lặp lại nhiều lần để người đọc người ta nhớ đến cái từ khóa chính đó. Và cuối cùng tôi muốn nói là tốc độ lướt trang. Một trang mà nó quá chậm thì cái người xem người ta sẽ dễ rời bỏ đi lắm, người ta không có cái nhu cầu mà ở lại đọc đâu. Nếu mà bấm một cái trang, ví dụ đây bấm đây, bấm một cái trang đó, nó load rất là nhanh ha, nhưng mà nó quay 3-4 giây là coi như là người ta đã không muốn đọc rồi. Nên là các bạn phải cải thiện được cái tốc độ load trang này cho nó nhanh bằng cách là bạn tăng băng thông lên, tăng cái dung lượng mà hosting lưu trữ lên, và bạn phải hạn chế được những cái việc mà tối ưu trên trang web của bạn, giảm những cái chức năng JavaScript đi, giảm cái CSS xuống, bạn tắt bớt những cái thành phần flash hay là những cái bố cục rườm rà của menu, thì cái trang của bạn sẽ load nhanh hơn. Đặc biệt là cái dung lượng ảnh bạn sẽ optimize, có nghĩa là tối ưu nó lại, giảm dung lượng nó lại để cho nó có cái kilobyte nhẹ hơn, nên dễ load hơn khi mà người ta truy cập vào bài viết. Thì trên đây là 5 cái mà gọi là căn bản và dễ nhìn, dễ nhận thấy nhất để giúp cho cái SEO bay được hiệu quả hơn. Và dĩ nhiên là sẽ có những cái video chuyên sâu hơn, những video mà bổ sung tốt hơn, và thậm chí có những video hướng dẫn về cách làm SEO như thế nào trên kênh Tân Nguyễn Marketing.
Bạn chỉ cần like video này để ủng hộ cho Tân, cùng với đó là bấm subscribe, đăng ký kênh Tân Nguyễn Marketing và bật chuông thông báo để tiếp tục nhận được những cái video hướng dẫn về sale đó trên kênh này. Nếu bạn cảm thấy giá trị video này hay thì hãy comment ý kiến của bạn bên dưới video để Tân được biết. Và bạn có cái sự thích thú nào với 5 cái này thì hãy comment để Tân có thể là trao đổi cùng với bạn. Và có bất kỳ câu hỏi nào không thì bạn vẫn có thể là comment bên dưới. Tân sẽ tổng hợp những câu hỏi đó và xây dựng những chủ đề liên quan để hướng dẫn hỗ trợ cho bạn, giúp các bạn làm marketing online được tốt hơn. Video này là hết. Xin chào tạm biệt các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.